với em hay là đồng đội thì em thấy cả đội tinh thần rất tốt, và thoải mái để chuẩn bị cho trận gặp Hải Phòng vào thứ Bảy tuần này. Đúng là trận tới với đối bọn em thì nó cảm thấy sẽ có khó khăn, nhưng mà cái phong độ không ổn định của cả đội thì em nghĩ đấy là năm cũ rồi. Sang năm mới thì em nghĩ chắc cả đội sẽ cải thiện hơn về phong độ. Em về đây thì em cũng phải nỗ lực và cố gắng để có một vị trí ra sân. Em thấy đội Hải Phòng, đội nào cũng vậy, khi đã vào sân thì người ta sẽ chơi được nhiều. Còn đội Hải Phòng thì ở trên người ta có hai tiền đạo ở Tây thì nó cũng là một cái phần khó khăn. Áp lực thì cái đấy là chuyện ngoài sân thôi, còn quan trọng là cả đội thể hiện như thế nào trên sân. Áo này chỉ áo tập thôi nhé, áo trên sân áo tập, áo thi đấu màu tím ạ. Thầy ấy lên làm thì cũng tốt cho đội thôi, tại vì thầy ấy cũng đã từng chinh chiến và cũng đã từng trải qua nhiều trong các giải đấu lớn ở Việt Nam, thì thầy ấy sẽ lên đóng góp những ý kiến tốt cho ban luyện và cầu thủ. Bruno và Geovane thì em thấy hai bạn ấy hòa nhập rất là nhanh và cũng bắt nhịp được lối chơi của cả đội. Còn chưa? Nhất.